Em ơi. Anh xin mời em đi về miền quê xa đất lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có hàng đỗ hò đình dân đầu. Cứ ấp à không, nói mau, nói về. Dạ, con muốn xin ba
Mày nói cái gì? Cưới vợ. Mà con nó đi học cưới vợ như vậy. Vì con không họ, không có liền, là không liền đâu mà. Hả? Cái gì? Cái gì mà không kìa? Lại là được rồi. Bộ mày với nó có cái gì mà hả? Không kìa, không có. Người ta có bạn trai, người ta mới như ta cái đọt á, mình trễ cho mình sớm rồi. Còn cưới gấp nữa. Phải trở lại với thủ sao? Ủa, sao ba biết hay dữ vậy? Ta cao mày mà. Trời đó, tao phải khi nghe vậy. Ê trời, bà này nó nhỏ thôi. Thôi hỏi nhỏ thì biết hết giờ đó. Vậy là lúc lại cho con cưới họ nha ba. Không, không cứ hỏi gì hết trơn á. Ba. Để con lo cho vợ con. Mày lấy gì mày lo? Mày nhìn bản thân mày đi.